Mến chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bộ môn ngữ văn chính. Các em thân mến, với tình hình dịch bệnh diễn ra rất phức tạp, chúng ta không thể đến trường được. Thầy mong rằng các em chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài và chúng ta ghi chép cẩn thận và nhớ đọc trước phần bài học ở trong sách giáo khoa. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đi vào văn bản đầu tiên của chương trình ngữ văn chính. Đó là văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà. Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất của dân tộc, mà bác còn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các thế hệ nhà văn, nhà thơ của Việt Nam. Chính vì vậy mà nhà thơ Tố Hữu đã có những câu thơ viết về bác như sau: Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Trước tiên là chúng ta đi vào tìm hiểu phần chú thích. Các con nhìn vào trong sách giáo khoa trang 7. Về tác giả Lê Anh Trà, thì sách giáo khoa không có trình bày. Thầy cung cấp ngắn gọn một vài những cái chi tiết về cái tác giả này. Lê Anh Trà sinh năm 1927, mất năm 1999, quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông vừa là nhà quân sự, nhưng đồng thời cũng là một nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học khá nổi tiếng. Về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh, thì văn bản này được viết với phương thức biểu đạt là nghị luận, kết hợp một số phương thức như thuyết minh và tự sự. Và đây là một văn bản nhật dụng, hay còn gọi là văn bản thông tin. Tiếp theo là chúng ta đến với phần 2 là tìm hiểu văn bản. Phần đọc văn bản thì các con đọc trước ở nhà. Chúng ta không có thời gian để chúng ta đọc lại toàn bộ văn bản. Cái văn bản này thì thầy tạm thời chia cái bố cục của nó như sau. Văn bản này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là đoạn 1, đó là vốn tri thức và văn hóa của bác. Phần thứ hai là phần còn lại, đó là lối sống của bác. Chúng ta đi vào phần 1 là vốn tri thức và văn hóa của bác. Tụi con chú ý nhìn vào trong đoạn văn đầu tiên của sách giáo khoa. Từ đầu, trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, cho đến nhưng đồng thời rất mới, rất hiện đại. Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, làm nhiều nghề. Vậy thì với câu văn này, các con cũng chú ý cho thầy cái từ truân chuyên. Truân chuyên đó nghĩa là gì? Đó là cái sự gian nan, vất vả, những cái khó khăn mà bác Hồ từng trải qua trên cái con đường cứu nước. Bác tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và làm nhiều nghề. Có những lúc bác phải làm bồi bàn trên những con tàu thực dân Pháp, rồi làm người công nhân quét tuyết ở thủ đô Paris của Pháp, rồi làm cái người chủ bút của một tờ báo ở nước ngoài. Như vậy là bác làm rất nhiều nghề. Nếu ta nói là tiếp xúc nhiều nền văn hóa và làm nhiều nghề, thì không phải chỉ có riêng bác Hồ của chúng ta, mà thực tế có rất nhiều người
cũng có cái hoàn cảnh tương tự như bác. Nhưng mà ở bác có một cái điều kiện mà không phải ai cũng có được, đó chính là bác nói và thạo nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bác Hồ của chúng ta biết rất nhiều thứ tiếng nghe các con. Thứ tiếng mà có thể nói là bác sử dụng thông thạo như cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó chính là cái tiếng Trung Quốc, tiếng Hán đó. Bác sử dụng cái tiếng Hán, chữ Hán để làm thơ. Chắc có lẽ các con còn nhớ ở lớp 8 chúng ta có học những bài thơ chữ Hán của bác. Đó là cái tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, tức là nhật ký trong tù. Và chính điều này đã đạt tạo cái cơ hội giúp cho bác dễ dàng tiếp xúc một cách sâu rộng với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy sự tiếp thu của bác cũng là một bài học đáng cho chúng ta suy ngẫm và học hỏi noi theo. Đó là bác tiếp thu cái hay, cái đẹp với một tinh thần cầu thị, nhưng đồng thời cũng phê phán những cái xấu, những cái tiêu cực, để từ đó bác chọn lọc về áp dụng cho phù hợp với đất nước, với dân tộc của chúng ta. Đây là một điều rất hay. Tức là sự tiếp thu của bác không phải là tiếp thu một cách máy móc, mà đó là tiếp thu có sự chọn lọc. Chính vì vậy mà chúng ta chú ý ở câu văn cuối, Lê Anh Trà đã đúc kết lại cái phong cách của bác bằng một cái câu văn rất ấn tượng. Một chân cách rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời rất mới, rất hiện đại. Vậy thì cái câu văn này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái vế đầu tiên là một nhân cách rất Việt Nam, rất phương Đông. Như vậy cho chúng ta thấy được, nó toát lên một cái vẻ đẹp mang đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc, không bị pha lẫn vào đâu cả. Này, cái vế thứ hai, nhưng đồng thời rất mới, rất hiện đại, nghĩa là bác tiếp thu những cái tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tinh hoa tức là những cái nét đẹp đó trong văn hóa của nhân loại, nét đẹp và tiến bộ của nhân loại. Như vậy là cái vốn tri thức văn hóa của bác nó thể hiện được, rõ được cái phong cách của bác, đó là vừa mang đậm đà bản sắc dân tộc nhưng đồng thời vừa thể hiện được cái sự tiến bộ của văn hóa nhân loại với cách lập luận chặt chẽ và dẫn chứng rõ ràng. Tác giả Lê Anh Trà đã cho chúng ta thấy được một cái khía cạnh, một cái nét đẹp trong phong cách của bác. Nếu ở đoạn 1, phong cách của bác thể hiện qua vốn tri thức và văn hóa, thì phần còn lại của văn bản, tác giả Lê Anh Trà cho chúng ta thấy được phong cách của bác nổi bật ở lối sống và sinh hoạt hàng ngày. Trước tiên là nơi ở và nơi làm việc. Dù ở cương vị là chủ tịch nước,
tức là người đứng đầu của một đất nước. Nhưng Bác Hồ sống rất giản dị. Bác chọn chiếc nhà sàn nhỏ bên cạnh cái ao với vài phòng tiếp khách, phòng họp Bộ Chính trị. Bộ Chính trị ở đây là chỉ cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó cũng là cái nơi làm việc và nơi Bác nghỉ ngơi. Như vậy, đối với nơi ở và nơi làm việc thì chúng ta thấy sáng đẹp lên một cái lối sống là rất đổi giản dị của Bác. Thứ hai là về trang phục. Bác thường rất thích mặc những bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lớp. Chiếc áo trấn thủ thì chắc có lẽ là các con cũng chưa biết. Bởi vì chiếc áo trấn thủ đây là một cái loại áo bông ngắn đến thắt lưng, nó không có tay, và thường khi mặc là bó sát người để giữ ấm. Đây là chiếc áo mà thường dùng cho người dân ở miền Bắc là chính, bởi vì miền Bắc có khí hậu nó lạnh hơn. Ở miền Nam của chúng ta ít có thông dụng. Còn cái đôi dép lớp là dép được làm bằng cao su, tận dụng cái lớp ô tô cũ để làm cái đế dép. Mà các con thấy là cái thứ nhất á, là quần áo bà ba nâu. Như vậy là cái bộ quần áo này nó mang một cái nét rất là đặc trưng của giai cấp nào nè. Chúng ta có thể thấy rõ đó là giai cấp nông dân, đúng không? Cho nên thơ ca mới có câu là gì? Áo nâu cùng với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Như vậy áo bà ba nâu đó chính là cái giai cấp, đại diện cho giai cấp nông dân. Rồi chiếc áo trấn thủ đó là những cái tầng lớp bình dân ở trong xã hội. Thứ ba là đôi dép lớp, đó là đôi dép của các anh bộ đội Cụ Hồ. Như vậy qua trang phục của Bác cho chúng ta thấy được nó không chỉ giản dị mà còn thể hiện cái nét rất gần gũi với quần chúng nhân dân. Thứ ba nữa là cái phong cách của Bác cũng được thể hiện qua món ăn. Món ăn hàng ngày của Bác mặc dù ở cái địa vị là một nguyên thủ quốc gia, đối với Bác Hồ thì những thứ cao lương mỹ vị chắc có lẽ không thiếu. Nhưng mà Bác lại không thích thưởng thức những cái món đó. Mà trong cuộc sống hàng ngày của Bác, các món ăn là thường cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối và cháo hoa. Cháo hoa đây là cháo mà nấu bằng gạo. Khi nó nở nó bung xòe ra như những bông hoa nở vậy đó các con. Gạo khi mình nấu nó nở nó bung xòe ra như những bông hoa nở, rất là đẹp. Như vậy là những cái món ăn này các con cũng thấy thường ngày mẹ nấu ở trong gia đình, đúng không? Như vậy là những món ăn này con thấy nó cũng rất là đạm bạc, cũng rất là gần gũi. Như vậy là về cái phong cách của Bác thể hiện qua lối sống, nơi ở, làm việc, trang phục cũng như các món ăn.
thì cho chúng ta thấy được, nó toát lên một cái vẻ đẹp rất là giản dị, rất mộc mạc, gần gũi, thân thương, rất đội đạm bạc của Bác Hồ. Phong cách của Bác cũng được thể hiện rất rõ ở phần cuối văn bản này. Đó chính là phản phất những cái nét đẹp của các vị danh nho hiền triết ngày xưa. Như vậy là chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được cái từ danh nho. Danh nho tức là gì? Danh là danh tiếng. Danh nho tức là những nhà nho có tiếng tăm trong xã hội. Ví dụ như cụ Nguyễn Trãi, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, vân vân, đó là những cái bậc danh nho. Hiền triết là người có tài năng, có đức độ, có hiểu biết sâu rộng, được người đời kính trọng và tôn vinh. Ví dụ như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, vân vân. Đó chính là những cái bậc hiền triết. Thì những vị danh nho hiền triết ngày xưa đó luôn say đắm trước cái cảnh sắc thiên nhiên. Và chính cái tình yêu thiên nhiên này nó tạo tác nên những cái bài thơ mang cái vẻ đẹp của thiên nhiên, trở thành những cái kiệt tác. Nhưng cái khác biệt ở Bác và những cái bậc danh nho hiền triết ngày xưa đó, Bác vẫn kế thừa và phát huy cái tình yêu thiên nhiên của các bậc tiền bối đi trước. Nhưng nếu như những bậc danh nho hiền triết ngày trước không chỉ thể hiện cái tình yêu thiên nhiên say đắm, mà còn dựa vào thiên nhiên để lánh đời, để xa lánh cái bụi đời. Ví dụ như cụ Nguyễn Trãi, khi cáo quan về ở ẩn nơi Côn Sơn, thì các con đã có học cái tác phẩm là bài ca Côn Sơn rồi đó. Hay là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có viết Một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn dù ai vui thú gì, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn tìm đến chốn lao sao. Nhưng ở Bác thì yêu thiên nhiên, say đắm trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng mà Bác không hề lãnh đời, mà trái ngược lại, lấy thiên nhiên làm cái điểm tựa tinh thần, di dưỡng tinh thần để hoạt động cách mạng. Mà chắc có lẽ ở lớp 8 các con đã được học một cái thi phẩm của Bác, đó là bài Tức Cảnh Bác Bó. Bác thể hiện khá rõ cái điều này. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông trên dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Vậy thì ở đây cũng toát lên một cái vẻ đẹp trong phong cách của Bác, đó là sống giản dị, hài hòa với thiên nhiên, một lối sống thanh cao. Cái phần luyện tập thì thầy có một cái bài tập nhỏ, đó là chúng ta tìm đọc và kể lại ít nhất một câu chuyện nói về lối sống giản dị của Bác Hồ. Với bài tập này thầy hy vọng các con sẽ có thêm cái nguồn tư liệu
để hiểu rõ, hiểu sâu hơn và thấy được cái nét đẹp trong phong cách của bác. Rồi thầy cũng có đôi lời để dặn dò các con, đó là chúng ta đọc trước cái văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình và chú ý cái câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Tụi con soạn ngắn gọn những câu hỏi đó để tiết sau chúng ta học cho nó tốt hơn. Thầy mến chúc tất cả các con học tốt.